Mùa xuân thời tiết rất tốt, không lạnh không nóng. Xuân thiên thiên khí hẳn hảo, bù lẩn bù rỡ. Xuân thiên thiên khí hẳn hảo, bù lẩn bù rỡ. Mùa xuân lạnh nhất khoảng 20 độ. Xuân thiên zui lẩn chạp đô 20 độ. Xuân thiên zui lẩn chạp đô 20 độ. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau đây theo đúng nội dung của bài. Ta Wei và Liu lão sư hiện tại tại nào? Ta Wei và Liu lão sư hiện tại tại nào? Ta mần tại sư sơ lì ma? Ta mần tại sư sơ lì ma? Ta mần tại thú sư quán ma? Ta mần tại thú sư quán ma? Bắc Kinh 的冬天怎么样? Bắc Kinh 的冬天怎么样? Bắc Kinh 的冬天很冷吗? Bắc Kinh 的冬天很冷吗? Bắc Kinh 的冬天最冷几度? Bắc Kinh 的冬天最冷几度? Tại Bắc Kinh, 冬天常下雨吗? Tại Bắc Kinh, 冬天常下雨吗? Tại Bắc Kinh, 冬天常下雪吗? Tại Bắc Kinh, 冬天常下雪吗? Đa Wei 最喜欢哪个季节? Đa Wei 最喜欢哪个季节? Liu Ming 老师呢？他最喜欢哪个季节？刘明老师呢？他最喜欢哪个季节？刘老师很喜欢游泳吗？刘老师很喜欢游泳吗？大卫很喜欢游泳吗？大卫很喜欢游泳吗？大卫哪个季节去游泳？大卫哪个季节去游泳？Bài học hôm nay đến đây là hết.